Ấy, xin chào, bạn click vào video này vì bạn muốn biết cách phát âm chuẩn tên đội tuyển quốc gia cũng như là những cầu thủ tiêu biểu của họ cho World Cup 2022 này. Mình đã ra phần 1 rồi, những ai mà chưa xem cái đấy thì hãy lên kênh để xem nhé. Và đây sẽ là video phần 2. Và đối với những ai mà không biết ấy, tôi đã từng ra những cái video hướng dẫn cách phát âm chuẩn tên câu lạc bộ ở giải Ngoại hạng Anh cũng như là các cầu thủ giải Ngoại Anh, và cụ thể hơn là những cầu thủ của Manchester United. Nếu các bạn chưa xem những cái video này ở trên kênh, hãy lên để xem nhé. Vào group A chúng ta có Spain, Espanol, Unai Simón. Chúng ta có Cesar Azpilicueta của Chelsea. Chúng ta có Eric Garcia, Jordi Alba, Laporte, Pau Torres. Tiền vệ của Spain có những ai? Có Gavi, có Koke, có Marcos Llorente, Pedri, Rodri. Và một trong những tiền vệ trụ đẳng cấp nhất thế giới, đẳng cấp nhất trong làng bóng đá thế giới, không ai khác, đó chính là Sergio Busquets, Dani Olmo, Ansu Fati, Ferran Torres. Tiền đạo của Spain là Alvaro Morata. Morata, một tiền đạo gây rất nhiều tranh cãi đúng không? Đội bóng tiếp theo, đội tuyển quốc gia tiếp theo, cách phát âm là Costa Rica. Chúng ta có Keylor Navas. Costa Rica còn ai nữa không? Có lẽ là không. Group E chúng ta có Germany. Nước Đức. Manuel Neuer. Chúng ta có ai? Chúng ta có Antonio Rudiger đã từng thi đấu cho Chelsea và bây giờ đang đá cho Real Madrid. Leon Goretzka. Ilkay Gundogan. Gundogan. Kai Havertz. Joshua Kimmich. Đây là cách đọc bên Anh nhưng mà ấy, Joshua Kimmich đã từng lên phát biểu ấy và chia sẻ cách đọc tên của mình ấy, và nếu như mọi người không biết ấy thì hình như bạn ấy đọc là Joshua Kimmich. Thực sự vô cùng khó luôn, Joshua Kimmich. Ôi giời, siêu khó luôn. Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Thomas Muller. Đừng nói với tôi ấy, ông Thomas Muller cũng bảo với tôi cách đọc tên của ông ấy là Thomas Muller. Chịu. Marco Reus, Leroy Sané. Và cuối cùng chúng ta có Timo Werner, nhưng mà rất tiếc lại không thi đấu được cho kỳ World Cup này. Trong group này chúng ta có Japan là đất nước Nhật. Đội tuyển quốc gia Nhật, Japan Football Association. Japan không có bất kỳ một ai nổi trội cả ngoài hai cầu thủ mà tôi biết đến thôi. Đó chính là thứ nhất, Maya Yoshida đã từng thi đấu cho Southampton đúng không? Và cầu thủ còn lại đó chính là Takumi Minamino đã từng thi đấu cho Liverpool. Takumi Minamino. Chúng ta sang group F và đó là Belgium, nước Bỉ. Chúng ta có thủ môn Thibaut Courtois. Chúng ta có những hậu vệ Alderweireld, Timothy Castagne, Jan Vertonghen, Yannick Carrasco. Một trong những cầu thủ đẳng cấp nhất thế giới, có lẽ là một trong top 3 cầu thủ số 1 thế giới hiện tại đối với tôi nhé, không ai khác là Kevin De Bruyne hiện tại đẳng cấp thế giới luôn. Thorgan Hazard, Yuri Tillemans, Eden Hazard. Ai, cái đồng chí này, Eden Hazard, Romelu Lukaku. Romelu Lukaku. Đội tiếp theo ở trong group F đó chính là Canada. Canadian Soccer Association. Ở bên Canada chắc là đọc là Canadian Soccer Association, nhưng mà bên Anh đọc là Canadian Soccer Association. Tôi nói thật đấy, tôi không biết bất kỳ một ai ở đây cả ngoài một cầu thủ thôi, và đó chính là Alphonso Davies của Bayern Munich.
Đội tuyển quốc gia tiếp theo ở trong group F đó chính là Morocco. Morocco. Và tôi nhìn ở đây ha, tôi chỉ nhìn ra được một cầu thủ mà tôi biết thôi, đó chính là Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi thi đấu cho PSG. Tôi thực sự không hiểu vì sao chúng ta không có Hakim Ziyech ở đây. Ai giải thích cho tôi vì sao ở trong đội tuyển quốc gia Morocco không có Hakim Ziyech? Và đội bóng cuối cùng ở trong group F, ui dồi ôi, đội này rất chất lượng luôn, đó chính là Croatia. Ở Việt Nam đọc là Croatia đúng không? Nhưng mà bên này đọc là Croatia. Croatia. Và Croatia có rất nhiều những bạn H. Chúng ta có những ai? Chúng ta có Mateo Kovacic. Mateo Kovacic. Chúng ta có Luka Modric. Luka Modric. Chúng ta có Ivan Perisic. Ivan Perisic. Ô cha 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 cha. Đội này nặng ký đây mọi người ơi. Đội tuyển quốc gia Brazil đúng không? Và tiếng Anh đọc là Brazil. Brazil. Khiếp, ngay lập tức thôi nhìn hai ông thủ môn của Brazil là thấy phát sợ rồi. Chúng ta có Alisson của Liverpool và Ederson của Man City. Hậu vệ của Brazil chúng ta có Marquinhos. Marquinhos. Và Thiago Silva. Thiago Silva của Chelsea. Casemiro. Casemiro của Manchester United. Philippe Coutinho. Philippe Coutinho. Fabinho. Fabinho. Fred. 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 Đại đế. Anthony. Xoay đều, xoay đều, xoay đều. Mỗi lần ra sân xoay trong trong. Xoay đều, xoay đều, xoay đều. Xoay đều cùng Anthony. Anthony. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Chúng ta có Neymar. Neymar Jr. Neymar. Rafinha. Rafinha. Richarlison. Và cuối cùng là Champions League winner Vinicius Jr. Vinicius Jr. Đội tiếp theo trong group G, ôi giời ơi, rất nhiều X ở đây thưa quý vị và các bạn, đó chính là Serbia. Serbia. Rất nhiều X luôn. Tôi đọc cho các bạn một số cái tên tiêu biểu nha. Chúng ta có Sergej Milinkovic-Savic. Sergej Milinkovic-Savic. Hàng tiền đạo rất chất lượng, chúng ta có Luka Jovic. Chúng ta có Aleksandar Mitrovic. Hiện tại đang có một mùa giải rất cháy với Fulham. Dusan Tadic. Dusan Tadic. Và cuối cùng chúng ta có Dusan Vlahovic. Một số bình luận viên ấy đọc rất rõ cái ho nhé. Vlahovic. Một số bình luận viên ấy là đọc rất ngắn thôi. Vlahovic. 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 Gần như là Vlahovic luôn. Đọc kiểu như là không nhấn mạnh cái o luôn. Vlahovic. Dusan Vlahovic. Ok, nghỉ giải lao một chút và bây giờ chúng ta sẽ dừng học tiếng Anh để đi chơi London. Hey, it's amazing. The subtle games that you have played. Hey, you don't even... Kỳ World Cup này các bạn cổ vũ ai? Các bạn biết rồi đấy, tôi thì cổ vũ England. Tôi sống ở bên nước Anh này quá lâu rồi. Bao nhiêu năm nay rồi, chắc hơn nửa cuộc đời của tôi là sống ở nước Anh. Và vì thế chắc chắn 100% kỳ World Cup này tôi cổ vũ England. Tôi có thấy England có nhiều tài năng không? Có. Tôi có thấy Gareth Southgate đá rất là thực dụng không? Có. Nhưng mà tôi nghĩ là England có cửa không? Có cửa đến bán kết. Nếu như các bạn hỏi tôi ai sẽ vô địch World Cup kỳ này, tôi sẽ nghĩ là Brazil. Đội nào là đội mà mạnh nhì, tôi nghĩ là Argentina. Tất nhiên là trong kỳ World Cup này tôi cũng sẽ theo dõi Bồ Đào Nha rồi, đúng không? Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes và Diogo Dalot nữa. Và ai sẽ là người ghi bàn nhiều nhất World Cup này? Ai sẽ được chiếc giày vàng
Tất nhiên fan England thì sẽ muốn ai? Không ai khác đó chính là Harry Kane đúng không? Thực sự khó mọi người ạ, tại vì nếu như mà Brazil ấy thì Neymar lại lấy một chút đầu ra của Gabriel Jesus. Germany cũng không phải là có một tiền đạo quá xuất sắc. Pháp thì thôi rồi, tôi chọn Harry Kane. Harry Kane sẽ là người mà nhận được Golden Boot cho World Cup năm nay. Các bạn có đồng tình với mình không? Các bạn cổ vũ ai? Các bạn nghĩ ai sẽ vô địch và các bạn nghĩ Golden Boot sẽ thuộc về ai? Hãy comment ở trong phần comment dưới đây nhé. Bây giờ chúng ta quay trở lại học tiếng Anh. Group G chúng ta có Switzerland hoặc là Thụy Sĩ. Chúng ta có thủ môn Jan Sommer bắt rất là chất lượng. Manuel Akanji, hậu vệ của Man City. Granit Xhaka, tiền vệ của Arsenal. Dennis Zakaria. Và đội bóng cuối cùng của Group G đó chính là Cameroon. Thủ môn của Cameroon là Andre Onana. Ngoài ra thì tôi không biết một ai khác cả. À đây, chúng ta có Eric Maxim Choupo-Moting. Hiện tại đang thi đấu cho Bayern Munich. Và chúng ta đến group cuối cùng, và đó chính là group H. Và đội bóng đầu tiên là Portugal. Và chắc chắn rất nhiều bạn đang theo dõi video này, tại vì bạn đợi đến giây phút này đây đúng không? Diogo Costa và Rui Patricio. Hậu vệ cánh là João Cancelo, vô cùng chất lượng, João Cancelo. Nuno Mendes là hậu vệ cánh còn lại. Pepe và Ruben Dias là hai trung vệ của Bồ Đào Nha. Tiền vệ của Bồ Đào Nha chúng ta có Bernardo Silva của Man City. Bruno Fernandes, tiền vệ của Manchester United. Bruno. He comes from Sporting like Cristiano. He goes left, he goes right, makes defenders look shite. He's a Portuguese magnifico. Chúng ta có João Moutinho, Renato Sanchez, Ruben Neves. Và giây phút mà rất nhiều các bạn chờ đợi đây, đó chính là Cristiano Ronaldo. Nickname của Cristiano Ronaldo mà Manchester United fans đã cho ấy là Ronnie. Cristiano Ronaldo, một trong những GOATs của bóng đá, đối với tôi là the greatest of all time. Quyển sách này thật ra đang thiếu hai tiền đạo. Tiền đạo đầu tiên là João Felix. Và tiền đạo thứ hai có thể gọi là phong độ đang rất cháy bây giờ của AC Milan, đó chính là Rafael Leao. Ghana là đội bóng tiếp theo đây. Và nói thật là khi mà nhìn qua tất cả các cầu thủ của Ghana, tôi không biết cầu thủ nào khác ngoài Thomas Partey của Arsenal. No party. À, tôi mới nhận ra đó chính là Jordan Ayew cũng là một cầu thủ khá là chất lượng của Crystal Palace. Đội bóng tiếp theo ở trong group H đó chính là Uruguay có những cầu thủ nào? Chúng ta có Rodrigo Bentancur của Tottenham Hotspur. Chúng ta có Lucas Torreira trước đây từng thi đấu cho Arsenal. Chúng ta có Federico Valverde hoặc là Valverde, tùy cách đọc thôi. Federico Valverde, Champions League winner. Và tất nhiên fan Manchester United sẽ biết thôi, đó chính là Give it to Eddie Cavani, pass him the ball, let him score all the goals. Edison Cavani. Fan của Liverpool sẽ biết đến Darwin Nunez. Fan MU có thể không biết đến đâu, đó chính là Facundo Pellistri. Đồng chí này mất tích, một bản hợp đồng cho đến bây giờ khá là fail của MU. Và tất nhiên rất nhiều fan bóng đá thế giới sẽ biết đến Luis Suarez.
Thật ra ấy, Luis Suarez hay là Luis Suarez, tôi thật ra cũng không chắc đâu, tôi nghĩ là Luis Suarez. Đội bóng cuối cùng thưa quý vị và các bạn của kỳ World Cup này cũng như là của Stickerbook này, đó chính là Korea Republic, South Korea, Korea Republic, Nam Triều Tiên. Tôi chỉ biết hai cầu thủ duy nhất ở trong đội bóng này thôi. Hiện tại tôi biết là Hee Chan Hwang đúng không? Hiện tại đang thi đấu cho Wolves. Và cầu thủ còn lại mà rất nhiều người biết đến đó chính là Hyung Min Son. Vừa rồi đến Old Trafford không làm được một cái gì cả. Nhưng mà vẫn là một cầu thủ tôi rất thích. Đó chính là Hyung Min Son. Hyung Min Son. Và đó là thưa quý vị và các bạn cách phát âm chuẩn tên đội tuyển quốc gia và những cái cầu thủ tiêu biểu của họ cho kỳ World Cup này, FIFA World Cup 2022. Đoạn cuối quyển sách này mọi người có thể thấy là FIFA Museum, The Timeline of FIFA World Cup. Họ điểm lại tất cả những cái cột mốc rất là quan trọng trong các kỳ World Cup trước đây đúng không? Ví dụ đây, điển hình là lần duy nhất England đã từng vô địch World Cup. Đó là vào năm 1966 tại Wembley khi mà England đã thắng Germany 4-2. Các kỳ World Cup khác ấy, ở trong cái sticker book này có rất là đầy đủ đúng không? Ví dụ như là World Cup 1998 của France khi mà France đã thắng Brazil 0-3. Kỳ World Cup gần đây nhất đó chính là World Cup 2018, France một lần nữa đã thắng Croatia tỷ số là 4-2. Và đoạn cuối của quyển sách này mọi người có thể thấy đó chính là các World Cup records, có nghĩa là những thành tích, những kỷ lục của World Cup. Có oldest player, cầu thủ già nhất. Có most minutes play, có nghĩa là số phút chơi nhiều nhất của một cầu thủ. Most goals scored in a tournament. Most goals scored in a match. Most appearances as captain. Most matches won as a player. Oldest player in final match. Player with the most matches with at least one goal. Oldest hat-trick scorer, Cristiano Ronaldo. Most clean sheets, youngest winner. Vậy thôi, đó là cách phát âm chuẩn bằng tiếng Anh nhé. Tên các đội tuyển quốc gia cũng như là những cầu thủ tiêu biểu của họ. Mong các bạn đã học được một cái gì đấy từ cái video này. Vậy thôi, đó là cách phát âm chuẩn tên các đội tuyển quốc gia cũng như là cầu thủ tiêu biểu của họ. Các bạn thấy cái tên nào là cái tên gọi là bất ngờ nhất? Các bạn hãy để lại một cái comment ở trong cái phần bình luận dưới đây nhé. Đối với những ai mà không biết ý, thì ở trên kênh mình đã từng ra những cái video hướng dẫn cách phát âm chuẩn tên các câu lạc bộ của giải Ngoại hạng Anh cũng như là những cầu thủ của họ. Thì các bạn nhớ lên để xem nhé. Vậy thôi, hate is gonna hate, like is gonna like, share and subscribe. Và mình hẹn mọi người ở lần sau ở trên kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye.